Alo, alo. Alo, hola là alo. Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi sẽ chia sẻ với các bạn về bình trang điện tử nè. Ví dụ ở đây chúng ta có một cuốn sách 28 trang, gồm 4 trang bìa và 24 trang ruột. Thì hôm nay mình sẽ bình thử, test thử 4 trang bìa thử. Bìa 1, trang 1, bìa 2, trang 2, ruột 3, trang 3, 4, 5, trang 28, bìa 4, trang 27, bìa 3. 4 trang bìa trước ha, cái ruột để hôm nào anh rỗi tình sau. Thì sách của mình ở đây là khổ anh phẩm, nó là 210 nhân 297. Thì mình có trang là mỗi bên 3 ly, 216 nhân 303 ha. Thì mình sẽ bình thử bằng test thử phần mềm red. Red này là red chính của Codex. Thì giao diện nó vậy. Này là cái red ring của nó. Thì đầu tiên mình sẽ tạo khổ kẽm trước. À, khổ kẽm nó là media. Bấm chuột phải, chọn kẽm loại Rhino của Codex luôn ha. Ví dụ như kẽm 1030 nhân 800 mm. Ok, rồi chúng ta vô cách âm sai lần nữa. Kẽm 1030 nhân 800 mm, 10 chiều ngang, 30 chiều cao là 800. Ok, sai, chọn má 1080 gram. Ok, khi ta tạo vậy nó sẽ hiện lên cái khổ kẽm bên này, nó nhấp đích vô ha, đích vô nó sẽ đưa lên reference cho chúng ta 800 nè, 1030 nè. Rồi tiếp theo tạo khổ giấy shop. Chúng ta tính khổ giấy trước. Ở đây mình tính sẵn nè, mình sẽ bình lên khổ giấy, là mình tạo khổ giấy giấy khổ 880 nhân 660 chẳng hạn, nhà sản xuất Việt Nam chẳng hạn, hay China Indo gì đó. Cái chiều ngang của giấy là 880 sang 660, dày 1. Xây lại ha, nó sẽ có con giấy 880 không, mình sẽ xong ở đây, mình nhấp đích vô, nó sẽ đưa lên reference cho chúng ta. Thì mặc định của rep nó khi đưa con giấy vô là cái nẹp bảng, nó mặc định 50. Thì chúng ta để thay đổi, ví dụ như máy bên mình là nẹp 35,
đánh vô. Ok rồi, mình đang bình định bình 4 trang bìa anh tư trở ở dưới này mà. Mình chọn Prevention. Đó là rồi, tiếp theo mình sẽ tạo cái mà quét bình shadow bình cái template cho nó, cho chat creation. Đây là khổ thành phẩm à, 210 297, chiều ngang mình tính được 2, chiều cao là 2. Ok thì nó sẽ ra cái giao diện vậy. Thì 4 trang bìa rồi, ở chỗ này là cái gáy sách thì là không à, không cái là không, đây là cái đầu, cái bụng chẳng hạn là 4 chẳng hạn, tùy theo đó là 4, 3 gì đó. Rồi cái này là nhíp, nhíp mấy inch, nhíp bên mình là 10 mili thì cộng tràn đàm nữa à, mình để 14 luôn ha. Enter. Ấn chó vô rồi ha. Bon vô ha. Bon thì nhấp đích, nó có map bon. Nhấp đích vô map bon. Nó sẽ đặt vô cho mình. Thì mình có thể chỉnh sửa lại bon tùy theo cái chỗ bạn yêu cầu. Đây là bon mặc định của Red, nó vậy. Chỉnh sửa lại thì các bạn cứ tập đi cho nó quen, mình cũng mò tập lần lần nó mới quen được. Lúc đầu thì cũng ABC, giờ thì cũng đỡ hơn, thì không hơn ai nhưng mà kiếm cơm được. Rồi tiếp theo mình sẽ đưa file vô, đưa vào file 4 trang bìa lúc nãy vô. Đây là 4 trang nè các bạn. Đang bình cái bìa thôi nha, cái ruột để bữa sau. Làm biến bình. Rồi nắm kéo nó vô trong cái red ring của mình. Sai rồi, tôm dép rồi. Rồi thả vô. Kéo hết luôn. Rồi nó tự động nó ạt à, đúng vô. Thì tự động, ví dụ như cái này 4 trang dễ, nhiều khi có 8 trang, 16 trang, có nhiều sếp, nhiều tay thì nó sẽ đưa vô. Ok ha, tự động là chỗ đó. Còn thật chắc thì nó cũng bán tự động, mình cũng làm tay nhiều. Thì về cơ bản, cơ bản là basic là vậy. Còn mình coi thử nó đặt bon cắt đường thế nào. Phóng to lên, dùng cái kính lúp thôi. Muốn phóng nhỏ giữ phím am, kéo dùng cái bàn tay kéo thử coi bon biết nó đặt ok không. Ok mà cái đầu ok, gáy ok,
control 0 đấy. Về giao diện rồi xuất ra thôi, file ring chọn PDF ha, rồi bấm ring lưu, ví dụ như bình sách 4 trang bìa bằng bờ phép cô đạp xây đó, quay chờ tới xíu ha. Rồi ok, nó sắp ra rồi đó. Đây bình sách 4 trang bìa cô đạp, enter. À, đây là coi thử coi trang 1, trang 4, trang 2, trang 27, bìa 3, bìa 2, 4, 1, 7, đúng rồi đó. Coi thử bon biết rồi vậy. Rồi kiểm tra lại màu sắc, form chữ, kích thước của thành phẩm, ABC các kiểu, nhíp của kẽm 1030 800, ok. Rồi giấy in 8800, coi thử nó đúng không. Kiểm tra lại tất cả cho L với anh coi thử đây. Đó, về cơ bản là nó vậy ha các bạn. Còn nâng cao nâng thấp các kiểu gì nữa thì nào rảnh rỗi anh em giao lưu chia sẻ với nhau. Nhiều khi có những cao thủ hơn, những người biết nền hơn, mình không thể cứu rìu qua mắt mắt thợ được. Mình chỉ làm những cái cơ bản thôi vậy ha. Chúc em bình cho vui. Tạm biệt.